Ngày 23 tháng 11 năm 1946, ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hoạt động vì mục tiêu nhân đạo, hòa bình và hữu nghị. Hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và phong trào Chữ thập đỏ Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Trong 5 năm 2006-2010, Hội đã vận động được trên 5.000 tỷ đồng, trợ giúp hàng triệu người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Các cấp hội đã xây tặng hơn 27.000 căn nhà chữ thập đỏ, thăm tặng quà và hỗ trợ vốn sản xuất cho hơn 870.000 gia đình thương binh liệt sĩ, nạn nhân chất độc da cam và gần 2,5 triệu lượt đối tượng khác, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội và xóa đói giảm nghèo của đất nước. Ngày 23 tháng 11 năm 2003, ngày mất nhạc sĩ Trần Hoàn. Nhạc sĩ Trần Hoàn, tên thật là Nguyễn Tăng Hích, bút danh Hồ Thuận An, ông sinh năm 1928, quê ở Quảng Trị. Ông là nhạc sĩ nổi tiếng với những tình khúc từ buổi đầu kháng chiến như Sơn Nữ Ca, Lời Người Ra Đi đến những ca khúc trữ tình đậm màu sắc dân gian hiện đại như Một Mùa Xuân Nho Nhỏ, Khúc Hát Người Hà Nội, Giữa Mạc Tư Khoa Nghe Câu Hò Ví Dặm. Đặc biệt, Trần Hoàn có nhiều ca khúc sâu lắng viết về Bác Hồ, Thăm Bến Nhà Rồng, Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa. Nhạc sĩ Trần Hoàn từng giữ nhiều trọng trách: Bộ trưởng Văn hóa Thông tin, Phó trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Ông được tặng thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2000. Ngày 23 tháng 11 năm 1860, ngày sinh cố Thủ tướng Thụy Điển Kjalmar Branting. Branting sinh tại Stockholm, Thụy Điển. Năm 1889, ông là một trong những người sáng lập ra Đảng Dân Chủ Xã hội Thụy Điển. Năm 1917, ông làm Bộ trưởng Tài chính. Từ năm 1920 đến năm 1924, ông giữ chức Thủ tướng Thụy Điển. Ông được biết đến là một chính khách có công cải tạo xã hội Thụy Điển và là một nhà ngoại giao năng động giúp củng cố vị trí của Thụy Điển sau chiến tranh, góp công vào hòa bình trên thế giới. Năm 1921, ông được trao tặng giải Nobel Hòa bình cùng với nhà ngoại giao Na Uy Christian Louis Lang. Ông mất ngày 24 tháng 2 năm 1925 tại Stockholm. Ngày 23 tháng 11 năm 2005, tạm dừng cung cấp nước ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc 4 ngày do ô nhiễm. Chính quyền thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc đã phải tạm ngừng cung cấp nước cho thành phố trong vòng 4 ngày do vụ nổ tại nhà máy hóa dầu ở tỉnh Cát Lâm nằm ở đầu nguồn sông Tùng Hoa làm nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng. Vụ nổ làm hóa chất chảy ra sông, nguồn cung cấp nước sạch chính cho thành phố Cáp Nhĩ Tân, nồng độ chất benzen và một số hóa chất nguy hiểm tới sức khỏe con người trong nước sông cao hơn 100 lần so với mức an toàn cho phép. Chính quyền thành phố cũng đã đóng cửa tạm thời các trường học, khai thác nguồn nước ngầm và khoan thêm các giếng mới.